Hello, hello. Năm nay nó hơi khác hơn mọi năm nha. Người ta sợ dịch, người ta cũng sớm hết nè, cũng 90% này, cũng năm nay người ta sợ dịch, người ta cũng sớm hết. Ngày mai cũng không có gì kẹt xe nha mấy bạn. Mấy bạn ở Sài Gòn ai về cũng Thanh Minh ở sống ở Bạc Liêu á, ngày mai ok đi, khỏi không khỏi kẹt xe. Mọi năm vô là phải kẹt xe đông lắm. Năm nay là ok. Năm nay là vô là không có kẹt xe nha. Cũng 90% rồi. Cũng xong hết rồi. Hôm nay vô là không có kẹt xe. Mọi năm mình vô người ta cúng hết rồi. Bữa nay nhà mình cúng Thanh Minh nha. Ngày mai cúng Sóc Trăng cái nữa là xong. Như năm ngoái đâu có ra cúng được đâu, nó dịch rồi đâu có cho ra cúng đâu. Năm nay người ta sợ nè, sợ người ta cúng trước hết. Mười phần trăm hết, ta cúng hết. Năm nay ta cúng hết á chứ. Xe để đó. Ta coi mấy cái vô bên kia. Ta cúng chưa, trúng hết rồi. Ta sợ dịch đó. Ta sợ bị cấm như năm ngoái, ta sợ năm ngoái người ta đâu có ai đi cúng đâu. Đi cúng là phải trốn chui trốn nhủi. Ra lén lén thắp cây nhang chạy về. Đâu dám ra mã đâu. Năm nay người ta sợ người ta cúng sớm hết. Cúng mẹ hết rồi. Cúng cái nhị tỳ này trúng chắc cỡ 90%, nhìn là thấy biết rồi. Cỡ 90% cúng rồi. Đó, ngày mai là ngày chính, là ai về là ok, khỏi kẹt xe. Vô là ok, khỏi kẹt xe luôn, vô thoải mái luôn. Giờ này núng nha, mấy ngày năm kia đó là giờ này nó đây y xèo rồi. Năm nay nó ít là dân này. Ta cũng rồi hết rồi. Sợ như năm ngoái nó không cho cúng, trốn chui trốn nhủi cúng rồi. Bye bye.